Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em toán lớp 7 sức kết nối chiêu thức của cuộc sống. Chúng sẽ bài giảng Khải Liêm những cái khoa quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài luyện tập chung trang 70 71 nha. Trước mình sẽ đến ví dụ 1. Mình sẽ quan sát ví dụ 1 cho M là một điểm nằm trong góc XOY mà khoảng cách từ M đến hai cạnh OX và OY của góc sẽ bằng nhau, chứng minh rằng M nằm trên tia phân giác của góc XOY. Như vậy người ta nói là M là một điểm nằm bên trong của góc XOY. Mình sẽ quan sát hình 9.19, đây M nằm trong góc XOY. Khoảng cách từ M đến hai cạnh OX và OY sẽ bằng nhau, có nghĩa là MH sẽ bằng MK. Người ta sẽ kêu mình chứng minh là M sẽ nằm trên tia phân giác của góc XOY, có nghĩa là mình sẽ chứng minh OM là tia phân giác của góc XOY. Có nghĩa mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác vuông này có gì bằng nhau? Hai tam giác vuông này mình thấy là có OM là cạnh chung, MK bằng MH giả thiết cho, nên mình kết luận là hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác vuông bằng nhau thì chia hai góc nhỏ này bằng nhau. Hai góc nhỏ này bằng nhau thì mình sẽ kết luận được là OM chính là tia phân giác của góc XY. Đúng này. Giờ mình sẽ quan sát cách giải nha. Giả thiết kết luận, giả thiết là M nằm trong góc XOY, MH vuông góc với OX, MK vuông góc OY và MH sẽ bằng MK. Kết luận là M nằm trên tia phân giác của góc XOY. Mình sẽ chứng minh là hai tam giác vuông OM, OHM và OKM có OM là cạnh chung. MH bằng MK giả thiết cho. Vậy kết luận là tam giác OM, OHM sẽ bằng OKM theo trường hợp là cạnh quyền, cạnh góc vuông. Hai tam giác bằng nhau, kết luận là hai góc này sẽ bằng nhau, đây là hai góc tương ứng. CGOM chính là tia phân giác của góc XOY. Giờ các em sẽ quan sát kỹ ví dụ một chút nữa mình sẽ làm bài tập tương tự nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 2. Ví dụ 2 là cho tam giác ABC chứng minh là AB cộng AC sẽ lớn hơn BC. Như trong tam giác tổng hai cạnh sẽ lớn hơn cạnh còn lại là đương nhiên. Đúng không? Ở đây các em xem cách người ta chứng minh coi. Thật ra cái này thì mình có thể làm áp dụng bán đặt thức tam giác là gia liệt. Đúng không? Mình xem cách người ta chứng minh nha. Như vậy trên tia đấu của tia AB lấy điểm D sao cho AD sẽ bằng AC. Nhưng đây là tia AB này. Tia đấu có nghĩa là ngược lại. Phía ngược lại mình sẽ lấy AD sẽ bằng AC. Đúng rồi. Trong tam giác BDC, BDC là cái tam giác lớn này, mình sẽ so sánh BD với lại BC thì nhìn vô biết chắc chắn là BD sẽ lớn hơn. Do TCA là nằm giữa hai cạnh CB và CD của góc BCD nên mình sẽ có góc BCD. BCD là cái góc C lớn này sẽ lớn hơn góc ACD là cái góc C nhỏ này. Đúng không? Mặt khác theo cách dựng trong tam giác ACD căn tại A nên mình sẽ có góc ACD có nghĩa góc nhỏ ở đây sẽ bằng ADC góc D ở đây, hai góc này bằng nhau vì tam giác căn, đúng không? Và sẽ bằng góc BDC thì cũng chính là góc này thôi. Từ 1 và 2 mình suy ra BCD, BCD là cái góc lớn này sẽ lớn hơn góc nhỏ là BDC. Góc lớn hơn thì CG là BD sẽ lớn hơn. Đúng này. Nhưng mà CG là AB cộng AC sẽ bằng BD sẽ lớn hơn BC. Theo định lý của quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, góc lớn hơn hay cạnh đối diện sẽ lớn hơn. Giờ như giờ mình xong ví dụ 2, mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Bài tập câu 9.14 người ta kêu mình giải thích nếu M là một điểm nằm tùy ý trên cạnh BC hoặc là CD của hình vuông ABCD hay độ dài cạnh đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó. Như vậy là người ta kêu cầu mình giải thích nếu M đây, M là một điểm tùy ý nằm trên BC hoặc là CD, đúng không? Hay độ dài AM luôn luôn lớn hơn hoặc là bằng độ dài cạnh góc vuông. Mình hãy quan sát hình biết. Nếu M trùng với điểm B hoặc là M trùng với điểm D thì mình sẽ có là AM sẽ bằng độ dài cạnh của hình vuông. Còn nếu M khác B hoặc khác D thì chắc chắn là M sẽ lớn hơn vì AM là đường sin, còn AB và AD là đường vuông góc, đúng không? Đường sin luôn luôn lớn hơn đường vuông góc.
Giờ như giờ câu này các em trả lời như sau. Như mình trả lời như sau: nếu em m chung với b hoặc d thì am sẽ bằng độ dài cạnh góc vuông ABCD, cạnh của hình vuông ABCD. Với m tùy ý khác điểm b và điểm d thì am là đường xiên kẻ từ a đến bc hoặc là từ a tới cd, thì mình sẽ có am sẽ lớn hơn độ dài của cạnh góc vuông, đúng không? Vậy mình kết luận là nếu em m là một điểm tùy ý trên cạnh bc hoặc cd của hình vuông ABCD thì độ dài cạnh AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu 9.14 nha. 9.14 các em hiểu bài, các em sao bấm khuyết video hay biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến 9.15. Hỏi tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm, 3,4 cm và 6 cm không? Tại sao? Như vậy bộ ba độ dài này mình thấy là có thể tạo thành một tam giác hay không? Mình nhớ là trong bát đẳng thức tam giác thì tổng độ dài hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại. Nhưng mình so sánh tổng độ dài hai cạnh của cạnh lớn nhất xem bằng bao nhiêu? 2,5 cộng 3,4 thì mình sẽ được là 5,9, nhỏ hơn 6 là vô lý. Như vậy chắc chắn là ba độ dài này không phải là bộ độ ba độ dài của ba cạnh của tam giác vậy. Như vậy câu này các em trả lời sao? Ta có 2,5 cộng cho 3,4 thì mình thấy là chỉ bằng 5,9, chắc chắn phải nhỏ hơn sao. Nên mình kết luận là độ dài ba đoạn thẳng không phải là ba cạnh của một tam giác, đúng không? Như vậy mình sẽ có là 2,5 cộng cho 3,4 nhỏ 6, nên kết luận độ dài ba đồng hạng không phải là ba cạnh của một tam giác nhé. Giờ như vậy là mình xong ra 9.15, mình sẽ qua tiếp 9.16 nha. Giờ tiếp theo là 9.16, người ta kêu mình tính chu vi của tam giác căn, biết hai cạnh của nó có độ dài là 2 cm và 5 cm. Như vậy ở đây người ta kêu mình tính chu vi của tam giác căn. Tam giác căn là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Người ta cho một cạnh là 2, một cạnh là 5. Như vậy là cạnh còn lại là một lật là 2 hoặc là 5 không? Đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ đi tìm độ dài cạnh còn lại nhé. Như vậy mình sẽ gọi độ dài cạnh còn lại của tam giác là x. Của tam giác là x, đơn vị là cm. Mình sẽ áp dụng bát đẳng thức tam giác ta có như vậy là trong bát đẳng thức tam giác thì độ dài một cạnh sẽ lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng. Như vậy là hiệu là 5 trừ 2, như x sẽ lớn hơn 5 trừ 2 và nhỏ hơn 5 cộng 2.
C. Giờ như vậy 5 trừ 2 thì bằng 7. 5 cộng 2 bằng 7. Như vậy x sẽ lớn hơn 3 hoặc nhỏ hơn 7. Giờ tâm giác là tâm giác căn. Nên x bằng 2 hoặc bằng 5 thôi đúng không? Như vậy là mình sẽ chọn là x bằng 5 thì mới không ngoại điều kiện đây đúng không? Nên mình kết luận là do đó mình sẽ chọn x bằng 5 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính chu vi của tam giác căn. Vậy chu vi tam giác căn là như vậy là một cái bằng 2, hai cái bằng 5 sẽ bằng 12 đúng không? Đơn vị là sinh. Giờ như vậy là mình xong 9.16 nha. 9.16 các em hiểu bài, các em xong khúc video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến 9.17. 9.17 độ dài hai cạnh của tam giác sẽ bằng 7 cm và 2 cm. Tính độ dài cạnh còn lại, biết dạng số đo của nó theo cm là một số tự nhiên. Như vậy câu 9.17 này người ta cho độ dài hai cạnh tam giác là 7 và 2. Tính độ dài cạnh còn lại, như mình sẽ sử dụng bắt đẳng thức tam giác để làm được đúng không? Như mình sẽ làm câu này như sau. Như vậy trước hết mình sẽ gọi độ dài cạnh còn lại là x giống như ở trên thôi đúng không? Giờ hãy sẽ sử dụng cạnh cái này là cho nó nhanh. Gọi độ dài cạnh còn lại là của tam giác là x cm. Mình cũng áp dụng bắt đẳng thức tam giác giống ở trên luôn. Đúng này. Ta có gì? Như vậy là x sẽ lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng. Hiệu là 7 trừ 2. X sẽ lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng 7 cộng 2. C. 7 trừ 2 thì bằng 5. Giờ nhi là 7 cộng 2 là 9. Người ta nói là số đo của nó theo cm là một số tự nhiên lẻ. Như vậy x là một số tự nhiên lẻ nên mình sẽ chọn số mấy? Chọn số 7. Mà x là số tự nhiên lẻ. Nên mình kết luận là x sẽ bằng 7. Vậy mình kết luận là vậy. Độ dài cạnh còn lại sẽ bằng 7 cm. Đúng rồi. Giờ như là mình xong 9.17 nhé. 9.17 kem hiệu bài, kem xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ
Giờ tiếp theo mình sẽ đến 9.18 nha. 9.18 người ta nói là biết hai cạnh của một tam giác có độ dài A và B, giữa và bắt đầu thức tam giác. Hãy giải thích tại sao chu vi của tam giác đó sẽ lớn hơn 2A và nhỏ hơn 2 lần A cộng B. Như vậy người ta cho hai cạnh tam giác A và B, mình sẽ được gọi độ dài cạnh còn lại là C. Mình sẽ chứng minh là chu vi của tam giác có nghĩa là A cộng B cộng C sẽ lớn hơn 2A và nhỏ hơn 2 nhân cho A cộng B. Như vậy câu này các em sẽ làm như sao? Vậy trước hết mình sẽ gọi độ dài cạnh còn lại của tam giác là C. Là C, đúng này. Đơn vị là cm. Ở đây các em có không cần cm cũng được, vì người ta ở đây cho AB không có cm gì hết. Gọi độ dài cạnh còn lại là C là được. Như lúc đó mình sẽ có chu vi của tam giác là A cộng B cộng C, đúng không? Bây giờ mình sẽ áp dụng bát đẳng thức tam giác. Ta còn ta có gì? Như vậy mình sẽ có độ dài một cạnh là C sẽ nhỏ hơn A cộng B, đúng này. Độ dài một cạnh sẽ nhỏ hơn tổng. Và mình sẽ có là A sẽ nhỏ hơn B cộng C. Giờ do C sẽ nhỏ hơn A cộng B, nên như mà sẽ cộng 2 với cho tổng A cộng B. C này mình sẽ cộng cho A cộng B, như vậy A cộng B cộng C sẽ nhỏ hơn A cộng B cộng tiếp cho A cộng B. Mình sẽ cộng 2 với này cho tổng A cộng B thì mình sẽ được cái này. Hai, bây giờ gom lại thôi. A cộng B cộng C mình sẽ lại nhỏ hơn. Giờ A cộng B cộng cho A cộng B sẽ bằng 2 lần A cộng B, đúng này. Giờ tiếp theo là do mình sẽ có cái này. A sẽ nhỏ hơn B cộng C. Độ dài một cạnh luôn luôn nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại. Nên giờ bây giờ mình sẽ cộng 2 với cho A. Như vậy bên đây mình sẽ cộng cho A là A cộng A sẽ nhỏ hơn bên đây cộng cho A thì sẽ là A cộng B cộng C. 2. A cộng A là 2A sẽ nhỏ hơn A cộng B cộng C. Giờ như vậy mình sẽ có là A cộng B cộng C sẽ lớn hơn 2A và nhỏ hơn 2 lần A cộng B. Mình đã chứng minh xong, đúng không? Giờ vậy mình kết luận là đây, chu vi sẽ lớn hơn 2 lần A và nhỏ hơn 2 lần A cộng B. Mình đã chứng minh xong, đúng A cộng B cộng C chính là chu vi. Giờ như vậy là mình xong câu 9.18 nha. Giờ 9.18 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hẹn với các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến cho 9.19. Hai khu vườn A và B nằm về phía một phía của con kênh D. Như vậy câu 9.19 này người ta nói là hai khu vườn A và B đây cùng nằm một phía so với một con kênh D.
Người ta yêu cầu mình hãy xác định bên bờ kênh cùng phía với AB một điểm C để đặt máy bơm nước từ kênh tưới cho hai khu vườn, sao cho tổng độ dài đường ống dẫn đến máy bơm đến hai khu vườn là ngắn nhất. Như giờ mình sẽ tìm một điểm C sao cho khoảng cách từ A đến C và từ B đến C tổng hai độ dài này sẽ ngắn nhất, đúng này. Như vậy là người ta nói là hai khu vườn A và B đây, nằm một phía sau với con kênh D, xác định điểm C để đặt máy bơm sao cho đường ống từ A đến C và B tới C là ngắn nhất. Nhưng mà xem phần hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình sẽ tìm một điểm B phải sao cho D là đường chung trực của B B phải. Đường chung trực có nghĩa là hai phần cách này sẽ bằng nhau qua đây sẽ vuông góc, đúng này. Khi đó mình sẽ có là CB sẽ bằng CB phải. Như vậy câu này các em làm như sao? Như trước hết mình sẽ gọi B phải là điểm sao cho đây là đường chung trực của B phải. Do D là đường chung trực của BB phải. C gục D nên mình sẽ có là CB phải sẽ bằng CB. Mình sẽ có CB sẽ bằng CB phải. Khi đó mình sẽ có là AC cộng CB sẽ bằng AC cộng CB phải. Như là AC, như mà sẽ có là AC cộng cho BC sẽ bằng AC cộng cho BC phải. Thì mình thấy là tổng độ dài hai đồng hẳn sẽ lớn hơn hoặc bằng AB phải, đúng không? Như vậy sẽ lớn hơn bằng AB phải. Như vậy là AC cộng CB phải sẽ lớn hơn bằng AB. Có nghĩa là nếu mà hai đường thẳng này thẳng hàng thì nó sẽ bằng AB phải. Còn nếu mà đây là hai cái đường gấp khúc thì nó sẽ lớn hơn AB phải, đúng này. Như vậy là khi đó do đó giá trị nhỏ nhất của AC cộng CB phải chính là AB phải. Giá trị nhỏ nhất của AC cộng CB phải sẽ bằng AB phải. Như vậy dấu bằng sẽ ra khi ba cái điểm này thẳng hàng. Có nghĩa là điểm C sẽ nằm giữa A và B phải. AC cộng cho CB phải sẽ bằng AB phải khi C nằm giữa A và B phải.
Giờ như vậy mình kết luận là điểm C. C là điểm nằm giữa E và B phải. Với B phải là điểm sao cho D là đường chung trực của em của B bên phải. D là đường chung trực của B bên phải. Đúng nè. Giờ như vậy mình xong 9.19 nha. 9.19 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video hay biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần em có biết thì các em sẽ đọc để tham khảo nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hay chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.